Ngày 12 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Linh, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Cà Mau, 6 tháng tù. Theo hồ sơ vụ án, ngày 1 tháng 9 năm 2023, Linh được một người đàn ông ở tỉnh Tiền Giang thuê điều khiển xà lan mua cát với tiền công mỗi chuyến 600.000 đồng. Cùng ngày, người này hướng dẫn Linh điều khiển xà lan ra khu vực Dàm Cái Muối thuộc xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, đợi sáng đến đi mua cát. Hơn 0 giờ ngày 2 tháng 9, trong lúc chờ đợi, Linh thấy nhiều phương tiện khác hút trộm cát từ lòng sông, nên nảy sinh ý định làm theo nhằm thu lợi bất chính. Sau đó, bị cáo điều khiển xà lan đến khu vực cách Dàm Cái Muối khoảng 400 mét, thủy phận sông Tiền thuộc ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, thì dừng lại và khởi động động cơ bơm hút cát từ lòng sông lên xà lan. Khoảng 2 giờ sau đó, khi đã trộm được hơn 35 mét khối cát, tổ kiểm tra khai thác khoáng sản của Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ phát hiện sự việc nên lập biên bản, thu giữ tang vật, tạm giữ phương tiện vi phạm. Năm 2022, Linh bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xử phạt vi phạm hành chính hơn 56 triệu đồng vì hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa đóng phạt, chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.